Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi đến mọi người hình ảnh sản phẩm, đó chính là lốc bãi điều hòa của Nissan X-Trail. Đây anh em nhìn này, lốc bãi, nhưng mà phải nói là con này nó khá là đẹp. Đây là cái đầu bu lì của nó này, sạc điện này, bích này, đây đường bích. Cái dầu này là vừa nãy em vừa đổ ra đấy, dầu của nó còn rất là xanh, anh em nhìn thấy không? Rất là xanh. Đây là bốn chân bắt vào lốc máy. Cái này khá là ok đấy. Đây, anh em nhìn này, từ van biết của nó vẫn còn nguyên, chưa hề động chạm gì. Lốc này của nó khá chuẩn, cây van xả dầu cũng thế này. Chứ còn nếu mà có vết mở thì anh em nhìn thấy là thấy ngay nó có cái vết xước xước. Đây là bốn chân này. Đây là phía mặt hít của nó này. Mặt hít của con này vẫn còn đẹp này. Đấy. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT. Số liên hệ là 0856727222. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.